Hà Nam, ngắm biệt thự song danh của anh em bí thư Huyện ủy Duy Tiên. Tọa lạc tại phố Hưng Hòa, khu đô thị Hòa Mạc, giáp đường quốc lộ 38, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hai căn biệt thự của hai anh em trai gia tộc họ Nguyễn nằm cạnh nhau khiến ai đi qua cũng phải trầm trồ. Một căn biệt thự được cho là của một vị lãnh đạo đương nhiệm đang công tác tại tỉnh Hà Nam, sinh năm 1965. Căn biệt thự nhà vị lãnh đạo này nằm phía trong căn biệt thự của nhà em trai ông là Nguyễn M.H. Hai căn biệt thự này được thiết kế theo lối kiến trúc của Pháp, mái đỏ, cửa gỗ, kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ, điểm nhấn là hệ thống cột tròn và vuông. Người dân sống gần đây cho biết, căn biệt thự xây trong vòng 2 năm mới xong, những cây trồng quanh biệt thự giá rất đắt đỏ, bên trong biệt thự không khác gì cung điện. Từng chi tiết nhỏ trên căn biệt thự đều rất tinh xảo và tỉ mỉ. Hai căn biệt thự được phân biệt bởi màu sơn của tường rào sắt. Căn biệt thự nhà vị lãnh đạo tinh vê, sát tường bao được sơn màu hồng phấn, còn nhà ông Nguyễn M.H. được sơn màu xanh. Được biết, vị lãnh đạo sở hữu căn biệt thự khóa trước là chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Duy Tiên. Xác nhận với phóng viên, một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Hòa Mạc thừa nhận, căn biệt thự đó đúng là của nhà vị lãnh đạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Tiên Hà Nam cho biết, căn biệt thự có vị trí ở khu đô thị Hòa Mạc, đúng là nhà của anh V và có kê khai trong bản kê khai tài sản. Còn nhà bên cạnh là nhà anh Hát, em trai của anh V, anh Hát là chủ dự án khu đô thị Hòa Mạc. Cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh khủng hơn địa chủ tư sản. Đó là lời nhận xét của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại phiên thảo luận về việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự chiều 26 tháng 5. Được báo Tuổi Trẻ bài bỏ tử hình tội tham nhũng, dân không chịu đâu, dẫn lời. Bác Tỷ nói nguyên văn như sau, làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài 300 tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng. Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh khủng hơn địa chủ tư sản ngày xưa. Có lẽ đây là lời nhận xét thẳng thắn nhất, quyết liệt nhất của một chính sách về việc giàu lên nhanh chóng của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức thoái hóa biến chất. Chỉ có mấy chữ biểu đạt về con số, đại biểu Nguyễn Xuân Tỷ đã nói ra một điều tưởng như vô lý, đó là có hẳn một đội ngũ làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài 300 tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng thì quả là khủng khiếp. Họ những cán bộ tiền tỷ đó làm giàu bằng cách nào vậy? Xin thưa, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tỷ đã chỉ rất rõ lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng, và cay đắng hơn, vị thiếu tướng đại biểu quốc hội này còn thẳng thắn bày tỏ rằng những con bọc này cưỡi lên đầu nhân dân còn kinh khủng hơn địa chủ tư sản ngày xưa. Có lẽ do bức xúc tệ nạn tham nhũng nên tại phiên thảo luận này, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự không đồng tình với việc bỏ tử hình đối với tội tham nhũng. Trên báo Tiền Phong bài không để hy sinh đời bố củng cố đời con, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ: người nghèo đi buôn bán ma túy bị lãnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình. Nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trần Văn Độ cho rằng, cách hành xử không được bao nhiêu đối với tham nhũng càng làm mất lòng tin của nhân dân. Tội tham ô nhận hối lộ, chúng ta quy định hình phạt tử hình, nhưng thực tế không xử lý được bao nhiêu cả, dân bảo các ông hô hào thôi chứ có làm được đâu. Nghiêm minh tức là tham ô 4 đến 5 tỷ đồng trở lên phải tử hình, nhưng chúng ta có làm được đâu, thậm chí có những người tham ô nhưng về mặt đảng chỉ cảnh cáo thôi, tức là có độ chênh giữa quy định và thực thi trên thực tế. Chúng ta chỉ xử lý những vụ tham nhũng vặt, giam 30 triệu, vài 300 triệu, quy định thật nặng thật to nhưng không thực hiện thì càng làm mất lòng tin của người dân, ông Độ nói. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng, tội tham nhũng nếu bào bỏ, người ta lại bảo không đấu tranh chống tham nhũng nữa, điều này chưa thuyết phục. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền còn bày tỏ không đồng tình với việc không áp dụng hình phạt tử hình đối với người già trên 70 tuổi trở lên. Theo ông Quyền, hiện nay tuổi thọ đã được nâng cao, trong khi đó nhiều đối tượng ở độ tuổi này lại phạm tội kinh khủng với tâm lý hy sinh đời bố củng cố đời con. Trở lại với những bài phát biểu của Thiếu tướng,
đại biểu Nguyễn Xuân Tỷ chỉ có 51 chữ, bác Tỷ đã chỉ ra một thực trạng tham nhũng khủng khiếp lên tới vài 300 tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng, nhưng lại bằng cái cách còn khủng khiếp hơn, đó là cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ tư sản ngày xưa. Và có lẽ vì vậy bác Tỷ bày tỏ, tôi đề nghị giữ nguyên mức tử hình, nếu bỏ mức án này thì về không biết trả lời với cử tri thế nào.